Xin chào các bạn. Nếu buổi chiều tối các bạn muốn ăn vặt thì các bạn sẽ chọn địa điểm nào? Hôm nay Sa Đéc TV sẽ giới thiệu đến các bạn một cái quán cũng khá thú vị ở Sa Đéc, đó là quán Hào Ri Ri ha, nằm ở ngay quảng trường của thành phố Sa Đéc nha. Quán này thì sẽ mở cửa phục vụ từ 4 giờ chiều cho đến 11 giờ khuya nha các bạn. Ở đây các bạn thấy ha, quán này thì có rất là nhiều loại hải sản nha, từ ốc, ghẹ cho đến hào, sò. Và ở đây thì mình thấy là cái đặc sản của quán này chính là món hào nướng nha các bạn. Hiện tại thì quán cũng đang có chương trình khuyến mãi là mua 10 con tặng 1 con ha. Hào ở đây thì mình thấy là có hai vị, đó là hào nướng mỡ hành và hào nướng phô mai ha. Đây các bạn thấy không, rửa lên rất là hấp dẫn luôn ha. Cái con hào ở đây thì nói chung là nó rất là tươi nha các bạn. Ở đây thì ngoài bán ăn tại chỗ thì có phục vụ mang về nữa các bạn. Ở trên màn hình này mình sẽ hiển cái số điện thoại lên để mà các bạn có nhu cầu mua mang về thì quán người ta có ship luôn nha các bạn. Đây, đây là cái con sò mai nướng với trứng cút nè các bạn, 15 cành một con như thế. Đây các bạn thấy trứng cút nó sôi lên ha, nó hòa quyện với cái thịt của con sò này thì nói chung là cũng rất là ngon nha. Còn đây là cái sò điệp ha. Sò điệp này thì người ta không có bán con mà bán theo phần nha các bạn. Một phần sò điệp là 40 cành ha, 40 cành một phần. Con này là hào nướng phô mai nè. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Có hào nè, có sò điệp nè ha, có sò mai nè ha. Ở quán này có rất là nhiều món nha, còn có cả càng ghẹ ha. Rồi có luôn cả ốc hương, ốc bưu, sò huyết, sò dẹo, sò lông ha, các loại tôm, nghêu. Rồi những cái món ăn vặt như là hột vịt lộn nè, rồi bánh tráng trộn ha. Nói chung là rất là nhiều món nha. Đấy, món này là món bánh trứng cút nè các bạn, rất là ngon ha. Nói chung là quán này thì ngoài ngon ra thì người ta trang trí cũng rất là bắt mắt nha các bạn. Đây là con sò mai đã nướng xong rồi nè. Đây là những cái món đặc sản của quán nè các bạn. Có nghêu, hấp thái ha. Có món sò đẹp nướng phô mai ha. Còn đây là hào nướng. Ngoài ra thì còn có chân gà chiên tỏi ha. Rất là ngon nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, rất là bắt mắt ha, rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức nha các bạn. Đây là cái món bánh trứng cút nè các bạn. Bánh trứng cút này thì được làm từ trứng cút với một số nguyên liệu nữa ha. Nói chung là ăn vào thì nó có hạt bắp nè, rồi nó có ruốc. Nói chung là rất là béo và rất là ngon. Và ở đây người ta có thêm cả những cái cọng xài bầm nữa ha, để mình ăn mình ngon và đỡ ngán. Đây là hào nướng phô mai nè các bạn. Con hào rất là mập. Ồ, rất là nhiều thịt nha. Cái này giống với nước mắm nha các bạn. Nước mắm ở quán người ta làm, nước mắm rất là vừa ăn ha. Và đặc biệt là thịt con hào nó không có hôi nha các bạn, rất là tươi ha. Hải sản ở đây nói chung là rất là tươi, rất là ngon. Mình vừa thưởng thức xong một cái con ốc nướng tiêu xanh nha. Những cái hạt tiêu nó còn sống đó các bạn. Khi mà nướng ở trên chung con ốc này nó giòn, nó rất là thơm nha. Còn đây là cái món ốc hương trứng muối. Ốc hương trứng muối này nói chung là mình ăn chung với bánh mì nha các bạn. Bánh mì mình có thể mình chấm nước sốt này ăn rất là ngon ha. Ngoài ra thì khi mà mình ăn xong nước sốt này thì cái con ốc hương này thì mình có thể mình lễ ra mình ăn được luôn. Đặc biệt cái quán này còn có salad nha các bạn. Salad thì trộn gỏi ha, nó chua chua ngọt ngọt, ăn nó đỡ ngán nha. Nói chung là quán này có rất là nhiều món. Và nói chung là dường như là mình vào đây thì bị cuốn hút bởi cái cách trang trí của quán ha. Ngoài ra thì cái độ ngon nó cũng rất là đặc biệt ha, nêm rất là vừa ăn. Rồi bây giờ thưởng thức xong thì mình kêu em nhân viên làm cho mình một cái ly nước mía khổng lồ ha. Nói chung là ở đây quán này bán cũng khá là nhiều loại nước uống nha, nhưng mà mình vẫn thích uống nước mía hơn nha. Một ly nước mía to như thế này 15 cành. Rồi uống ly nước mía nữa thì chắc có lẽ là sẽ no bụng của cho đêm nay đó các bạn. Bây giờ nếu các bạn muốn thưởng thức hương vị của những món ăn này thì các bạn có thể đến đây ha, từ 4 giờ đến 11 giờ chiều hàng ngày ha.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại.